nhất định. Hai đội chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị hiệp đấu bắt đầu. Trận thi đấu của lèo nữ là trận thi đấu của đồ lèo 2, đô Phạm Sĩ Thụ và đô Nguyễn Tạc Thông. Hai đô chuẩn bị trang phục của thi đấu ở trận tiếp theo. Đã nói về dương lôi, thắng thua phải rõ ràng, chân phải quá 30 phân khỏi mặt thảm, tức là túc lia địa rời 30 phân mới thắng. Và vừa rồi trận vẫn chưa phân thắng thua, mỗi idol tiếp tục thi đấu.
tràng pháo tay. Vâng, cảm ơn hai đội thi đấu rất là quyết liệt và nhiệt tình. Thôi ra ngoài rồi. Mời hai đội tạm nghỉ. Mời hai đội ở đầu là hai đội Phạm Chí Thụ và đội Nguyễn Tạc Tông vào ghế. Cho một tràng hoa tay nữa, vừa rồi một tiếng rất là đẹp. Mời Edo và Dũng Sới chúng tôi công bố kết quả trận thi đấu. Ở trận thi đấu lèo đường nữ đô